chip của mình đi. Vì sao chú Tâm Phúc và cùng Huy Việt trên sân khấu mà là những người bạn hết sức là thân thiết? Dạ, xin mời chú. Thưa tất cả các anh chị và các bạn, để cho nó tiện một lần luôn, khỏi mất thời gian những người khác, thì tôi với anh Phúc cũng là bạn bè của anh Phương, ba anh Dương, thì xin góp một lần luôn, hai chú hai bác cùng tặng cho cháu một lần luôn cho có tiện. Cái thứ hai nữa là nếu mà hát cái bài Đêm Bao Duyên này thì tôi nghĩ không ai hát hơn anh Phúc, dưới cái cảm nhận cá nhân tôi, cho nên mời anh Phúc là hát luôn cái bài Đêm Bao Duyên. Còn tôi đóng vai trò phụ và tôi đánh đàn dùm cho anh Phúc thôi. Xin giới thiệu anh Phúc với lại tất cả các anh chị và các bạn. Oh,
chưa mở lời.